Trụ sĩ quan lục quân 2 mới đây tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy, học tập, công tác ở trường sĩ quan lục quân 2. Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến trao đổi của các phó giáo sư, tiến sĩ, cán bộ, giảng viên trong nhà trường và các đại biểu khách mời. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những nội dung nổi bật của cuốn sách, như nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta thời gian qua, nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa trong thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến tập trung thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện nhất quán phương châm trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trường sĩ quan Lục quân 2, đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách, đồng thời là cơ hội để toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn trường hiểu rõ hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta hiện nay. Thực hiện cái chỉ đạo của Tổng cục Chính trị nhằm làm lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ của nhà trường đối với cái quan điểm cũng như cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ta, mà đặc biệt là vai trò của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác là phòng chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, và trên cơ sở đó để vận dụng vào công tác giảng dạy, học tập, công tác của nhà trường. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng làm rõ thêm về nguyên nhân, bản chất, mục đích của vấn nạn tham nhũng tiêu cực, nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về phòng chống tham nhũng, đề xuất các biện pháp vận dụng và cụ thể hóa tư tưởng về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo học viên ở nhà trường nói chung, cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân nói riêng ở mỗi cán bộ, giảng viên, học viên nhằm giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.